nhưng mà mình thấy thì background có vẻ hơi lạ một chút. Thì ngày hôm nay finally Tiên có thể giới thiệu cho mọi người là tụi mình đã có một cái building riêng rồi, và bây giờ tụi mình sẽ sửa lại building này và sẽ làm vừa về store của mình cũng như là vừa về văn phòng. Thì hiện tại Tiên đang đứng ở đây là office cũng như là văn phòng của Tiên. Như mọi người đã thấy, đây là một cái office của No và cả Hơ luôn. Thì ở đây á, các bạn của tụi mình á, mai mốt á sẽ là một chỗ cho tất cả các bạn staff làm việc. Và sau cái khu office á, thì ở đây mai mốt á, tụi mình sẽ làm lên một cái studio nhỏ của tụi mình luôn, để phục vụ cho công việc chụp hình nè, quay phim nè. Yeah. Và bây giờ mình sẽ đi tiếp tới những cái phòng khác. Phòng này là cái phòng đối diện với phòng của mình. Thì đây là một cái phòng cũng là thông tin sẽ cho thuê luôn ra bán đồ ở đây. Cái concept của cái building này á, là tụi mình sẽ làm một cái concept của building là phần dưới là tụi mình sẽ làm luôn một brand, và ở phần trên cùng là rooftop thì tụi mình sẽ cho một cái quán cà phê thuê. Thì đó là cái plan của tụi mình. Nhưng mà trước mắt thì đây là một cái tầng mà Tiên sẽ cho Local Brand thuê, cho nên là Tiên cũng đang đi với một vài của Local Brand rồi. Và nếu bạn Local Brand nào muốn join thì cứ email Tiên hoặc là liên hệ tụi mình, thì tụi mình sẽ có những cái bạn staff trả lời cho mọi người nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên tới tầng 2. Welcome, đây sẽ là store của Her Story. Và Tiên cũng đã đầu tư rất là nhiều thứ trong cái store này. Cái phần bên này Tiên sẽ làm là phòng thử đồ cho khách, xong rồi đây là cái cashier. Và hai cái bên này mình sẽ thấy nó sẽ là hai cái chỗ treo đồ. Thì hồi xưa là tới đây thôi là nó là cái ban công, nhưng mà Tiên đã đọc cái phần này ra và Tiên dời thẳng luôn để cho cái store mình nó đủ hơn một chút. Thì ở đây Tiên sẽ lắp kính lên đó. Thì cái phần này sẽ là một cái vòm rất là xinh. Thì bây giờ mình sẽ qua cái phòng bên này. Bên này á, thì thật ra nó cũng đang giấu ở dưới nhưng mà cũng đang sửa khá là nhiều, cho nên là bây giờ nhìn vào thì nó cũng đang hơi messy một chút. Nhưng mà sau này mà làm hết được cái building này rồi thì nó sẽ nhìn rất là đẹp, khi mà có rất là nhiều local brand tham gia và chung với tụi mình. Dạ, yeah, nếu mà mấy bạn nào mà cần cái diện tích của cái phòng này á, thì mấy bạn cứ liên hệ tụi mình. Tại vì thực sự những cái phòng mà tụi mình cho thuê á, thì nó cũng sẽ có kích thước bằng nhau hết và rất là rộng luôn. Có cả toilet ở trong nữa nên mọi người không có cần phải lo là share toilet chung với ai hết. Ok, chúng ta sẽ đi lên với tầng 3. Cái diện tích của cái phòng này á, thì nó cũng bằng cái store của Her Story. Nhưng mà nó được một cái là nó sẽ là nửa bên trong và nửa bên ngoài, cho nên là mọi người thấy là nó sẽ có ở bên ngoài này nữa đó. Thì đi ra ngoài đây là sẽ có nửa bên ngoài này nữa, thì mấy bạn muốn làm gì có thể làm được. Thì với một cái không gian như thế này á, thì tụi mình hiện tại á cũng đang suy nghĩ cho những cái quán cà phê nhỏ nhỏ cute vô nè, hoặc là những cái studio chụp hình. Đúng rồi. Cũng rất là hợp với cái vibe cho mấy bạn luôn á. Tiên vẫn đang để nó rất là khô và đợi những cái brand nào vào và muốn sửa thì có thể sửa được. Nhưng mà tại vì hiện tại thì Tiên cũng không có sửa quá là nhiều, tại vì không biết là concept của các brand nó như thế nào. Bên đây thì cũng sẽ có một cái phòng nữa. Nói chung là tầng thì mình sẽ có tổng cộng là 5 tầng rồi, cho nên là cũng rất là đủ. Cái phòng này nó cũng như vậy mọi người. Có như vậy. Và bây giờ sẽ đến với cái tầng rooftop. Chúng ta sẽ đến với một tầng trên cùng là tầng thứ 5. Thì tầng thứ 5 á là concept của Tiên từ đầu là Tiên đã muốn cho thuê cà phê rồi. Tại vì cái tầng này nó rất là to mọi người sẽ thấy là cái diện tích ở đây, từ đây sau phía kia là tầm 16m và ngang khoảng 4m. Cho nên là tổng diện tích thì nó rơi vào tầm khoảng 16 x 4. Em ơi, mình không biết. Về cái diện tích á, thì mọi người có thể thấy á, là nguyên cái chỗ này nó sẽ bằng cả cái phòng ở dưới, hai cái phòng ở dưới gộp lại luôn, nên nó sẽ rất là rộng.
và phù hợp với cà phê mọi người. Dạ, rất phù hợp với cà phê hoặc là những cái nhà hàng nhỏ tùy theo sở thích của mọi người. Nhưng nếu mà là KOL làm thì KOL sẽ recommend cà phê, tại vì nếu mà mọi người nhìn xung quanh cái view á thì nó rất là chill, rất là hợp với cà phê buổi tối luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết cũng như là hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Peace.